Từ 17 giờ đến 19 giờ đó là tàu nó nghiêng, nó ốp luôn, nó lặn. Tàu của anh là tàu gì, tàu cá hay là tàu gỗ? Tàu hàng. Tàu hàng. Dạ, tải trọng khoảng bao nhiêu tấn anh? 2.000 tấn. 2.000 tấn. Hành trình của mình đã đi đâu, từ về đâu? Từ Đồng Nai đi Trường Sa. Từ Đồng Nai đi Trường Sa. Dạ. À, lúc trên tàu có bao nhiêu người? 15 người. Lúc khoảng từ 9 giờ đến 18 giờ là tàu nó lặn rất là nhanh. Thì anh em thì mỗi người là đi ăn cơm trong, một người dưới bon, mỗi người dưới bon, một người hai người lên phòng. Đó là từ anh em kiếm đường rất là ngon. Từ mình lên đó nói tự kiếm mình, nhưng mình bơi lên, bơi ra tới đằng sau chỗ cái chiến dịch. Rồi tàu có một chiếc xe lan tập trung đó, nó quay ra đây nó kiếm mình. Thì ta màn phía bên màn bình dương không nghiêng á, nghiêng sang bên này thì mình chạy sang bên phía màn bên này. Xong rồi tàu nghiêng từ từ thì mình nhảy xuống. Cái tàu này nó nghiêng nó nhanh quá, úp cái luôn. Thì cứ nhảy xuống thì lúc em nhảy xuống thì nó lọt vào cái cửa của hầm máy á, cái hầm cabin á. Hai người là trên tàu cá thì nổi. Mấy anh nó không hỏng đưa lộn anh gì.